trong nguồn nắng nóng. Việt Nam đã đạt được những kết quả ban đầu quan trọng sau 5 năm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc trên cả hình thức cá nhân và đơn vị. Tôi rất hài lòng với bệnh viện của các bạn. Các bạn biết đấy, bệnh viện dã chiến của Việt Nam được triển khai tới Nam Sudan vào tháng 10 năm ngoái. Và kể từ đó, họ đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 600 lượt bệnh nhân. Cán bộ chiến sĩ toàn quân luôn được ứng chương trình hiến máu tình nguyện với tinh thần sẵn sàng cho đi và không mong nhận lại. Tưởng niệm 25 năm cuộc diệt chủng Rwanda, một trong những sự kiện kinh hoàng nhất trong lịch sử của nhân loại. Xin kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thời sự 20 giờ của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Vừa rồi là một số nội dung sẽ có trong bản tin ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 4, và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, làm cho cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ, người lao động nhận thức sâu sắc về bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của Tổng cục Chính trị trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Tổng cục Chính trị tổ chức và phát động cuộc thi Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam 75 năm truyền thống vẻ vang tới 100% cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ và người lao động trong toàn Tổng cục. Nội dung cuộc thi Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam 75 năm truyền thống vẻ vang gồm 5 câu hỏi. Câu hỏi 1 là phân tích, làm rõ cơ sở và ý nghĩa ngày truyền thống Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Câu hỏi 2 là chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Câu hỏi 3 là những thành tựu nổi bật và truyền thống tiêu biểu của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam được xây dựng trong 75 năm qua. Câu hỏi 4 là lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam từ khi thành lập cho đến nay. Và câu hỏi thứ 5 là viết về gương một cán bộ chính trị điển hình tiên tiến hoặc một mô hình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị hiệu quả trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cuộc thi được tổ chức ở 2 cấp. Cấp cơ quan đơn vị đầu mối trực thuộc Tổng cục Chính trị với 100% cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ, người lao động tham gia. Cấp cơ quan Tổng cục Chính trị, mỗi cơ quan đơn vị trực thuộc lựa chọn 3 đến 5 bài. Riêng Ban Thanh niên Quân đội, Ban Phụ nữ Quân đội, Ban Công đoàn Quốc phòng mỗi cơ quan lựa chọn từ 1 đến 2 bài có chất lượng tốt tham gia dự thi cấp cơ quan Tổng cục Chính trị. Thời gian phát động cuộc thi từ 15 tháng 4 năm 2019. Cấp cơ quan đơn vị đầu mối trực thuộc Tổng cục Chính trị hoàn thành cuộc thi trước ngày 30 tháng 9. Nộp báo cáo kết quả và bài dự thi cấp cơ quan Tổng cục Chính trị trước ngày 15 tháng 10 năm 2019. Cơ cấu giải thưởng sẽ có giải tập thể và giải cá nhân. Trong đó giải cá nhân gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 2019, Binh đoàn 12 đang đẩy mạnh phong trào thi đua 60 ngày đêm về nguồn, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên và người lao động về nhiệm vụ xây dựng kinh tế, kết hợp quốc phòng, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh sắp xếp, tái cơ cấu đối với doanh nghiệp theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, đảm bảo tinh gọn, mạnh, hiệu quả, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, phấn đấu mỗi đơn vị thành viên có từ 1 đến 2 hạng mục công trình về đích trước tiến độ, đảm bảo kỹ, mỹ thuật. Cũng trong dịp này, Binh đoàn 12 chỉ đạo các đơn vị thành viên đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân các đối tượng chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, quan tâm chăm lo tới đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, công nhân viên. Quân khu 2 tiếp nhận một số lượng lớn chiến sĩ mới là con em đồng bào các dân tộc thiểu số, sống ở vùng sâu vùng xa, đời sống còn nhiều khó khăn, khả năng nhận thức không đồng đều, gây khó khăn không nhỏ đến công tác nắm quản lý và giải quyết tư tưởng chiến sĩ. Đáng chú ý ở những đơn vị như Sư đoàn 316, Sư đoàn 355, số lượng chiến sĩ mới là con em đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 60 đến gần 80%. Nhiều chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc đã có gia đình, nên việc giải quyết công tác tư tưởng cho bộ đội là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Với nhiều cách làm hiệu quả như duy trì cuốn hồ sơ thông tin chiến sĩ với những thông tin về sở thích cá nhân, sở trường, đặc biệt là theo dõi tình hình học tập, rèn luyện của chiến sĩ để nắm bắt tư tưởng, giúp đơn vị giải quyết và quản lý hiệu quả trong quá trình huấn luyện,
Một số đơn vị cũng ưu tiên sắp xếp cán bộ quản lý là người cùng dân tộc với chiến sĩ mới trong một đơn vị nhằm theo dõi, uốn nắn, động viên chiến sĩ mới. Bằng sự tham gia trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, việc nắm và giải quyết tư tưởng chiến sĩ mới là con em đồng bào dân tộc thiểu số đã được quân khu 2 tiến hành một cách hiệu quả, qua đó góp phần quan trọng vào kết quả sau gần 2 tháng huấn luyện chiến sĩ mới năm 2019. Khu vực miền Đông Nam Bộ đang bước vào mùa khô, nắng nóng, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ của bộ đội, nhất là đối tượng chiến sĩ mới. Trước thực trạng này, quân đoàn 4 đã triển khai các biện pháp cụ thể thiết thực nhằm giúp bộ đội, nhất là chiến sĩ mới chống say nắng, say nóng, đảm bảo sức khỏe trong học tập và huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị thuộc quân đoàn đã bố trí hợp lý thời gian, khu vực huấn luyện sát với điều kiện thời tiết và triển khai thực hiện các bài tập bổ trợ về thể lực. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng luôn chú trọng đến công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo nước uống, nước mát, khẩu phần ăn phù hợp mùa nắng nóng, giúp bộ đội giải nhiệt, tăng cường sức đề kháng. Nhờ vậy, hiện nay 100% chiến sĩ mới đảm bảo sức khỏe, sức bền, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Để làm chủ khai thác sử dụng hiệu quả vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại trên các tàu, nhất là hệ thống thông tin hàng hải, vùng cảnh sát biển 2 luôn bám sát phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc. Đơn vị tổ chức huấn luyện vững chắc các nội dung từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Ngoài tập huấn tại chỗ cho các thành phần trên các tàu, Cục Cảnh sát Biển 2 còn tổ chức hội thi, hội thao với 100% quân số tham gia. Hầu hết vấn đề huấn luyện được cụ thể hóa thành nội dung thi, giúp cán bộ chiến sĩ nâng cao trình độ, khả năng vận hành tàu thuyền và trang bị kỹ thuật. Đi liền với công tác huấn luyện, vùng duy trì chế độ nền nếp công tác kỹ thuật. Các tàu thực hiện đúng đủ nội dung giờ kỹ thuật hàng ngày, ngày kỹ thuật hàng tuần, hàng tháng, huy động nhiều ngày công lao động bảo quản, bảo dưỡng, trang bị phương tiện. Để tạo bước đột phá trong làm chủ vũ khí trang bị, vấn đề được lãnh đạo chỉ huy Bộ Cảnh sát Biển 2 coi trọng hiện nay là tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, trách nhiệm cao, giỏi chuyên môn. Quân chủng Hải quân là quân chủng chiến đấu, quân chủng kỹ thuật, được giao quản lý sử dụng một khối lượng lớn vũ khí trang bị cả thế hệ cũ và thế hệ mới. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả khai thác, vận hành những khí tài này, thời gian qua, Bộ đội Hải quân đã có nhiều hoạt động đột phá, đảm bảo kỹ thuật, trong đó có công tác sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật đã qua nhiều năm khai thác, sử dụng. Trước đây, để sửa chữa, bảo dưỡng một số loại khí tài đặc chủng trên các tàu pháo, tàu phóng lôi, Lữ đoàn 170 vùng 1 Hải quân phải nhờ đến sự hỗ trợ của cán bộ kỹ thuật cấp trên. Giờ đây, đội ngũ cán bộ, thợ kỹ thuật của đơn vị đã tự tin làm chủ được nhiều kỹ thuật phức tạp. Để có được điều này, ngoài việc đẩy mạnh tự học tập, tự nghiên cứu của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, còn là việc phát huy phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong toàn lữ đoàn. Bố trí các buổi luyện tập, huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thông qua đó, nâng cao trình độ, những phát huy những sáng kiến, làm chủ khi trang bị kỹ thuật khi mới nhập tàu, đồng thời làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật ở mức những hạng mục nội dung được cấp. Với nhà máy X56 có nhiệm vụ sửa chữa, hiệu chỉnh, bảo đảm đồng bộ các loại trang thiết bị khí tài điện tử đặc chủng. Trong đó có nhiều thiết bị đến nay không thể nhập khẩu được linh kiện thay thế, ảnh hưởng đến việc vận hành vũ khí trang bị. Phát huy tinh thần sáng tạo, nhà máy đã chế tạo sản xuất hàng trăm chủng loại vật tư thay thế cho khí tài điện tử của quân chủng. Chỉ riêng trong năm 2018, X56 đã chế tạo gần 40 loại linh kiện cho hệ thống radar thông tin hàng hải trên các tàu hải quân. Các cái nội dung nữa, đấy là cái đề tài cải tiến hiện đại hóa cái hệ thống radar Vasselame. Đây là cái hệ thống radar điều khiển bắn tên lửa trên cái tàu hiện đại của Hải quân, tàu tên lửa 12418. Các loại vũ khí trang bị kỹ thuật của Bộ đội Hải quân đa ngành, đa chủng loại. Bên cạnh những vũ khí hiện đại, quân chủng cũng đang vận hành nhiều trang bị có tuổi đời cao. Do đó, bên cạnh việc nâng cao khả năng khai thác, làm chủ vũ khí trang bị mới, các đơn vị của quân chủng đồng thời hướng trọng tâm vào việc nghiên cứu để đồng bộ, tăng hạn, cải tiến, hiện đại hóa các trang thiết bị đã qua nhiều năm sử dụng. Ngành kỹ thuật và Cục Kỹ thuật Hải quân là xây dựng các cái đề án, trong đó có các cái đề án như là đề án hiện đại hóa
các cái tàu xe vũ khí trang bị kỹ thuật thế hệ cũ, thì đến nay các cái kết quả đạt được nó rất là rõ nét. Chúng tôi đã và đang hiện đại hóa các cái lớp tàu cũ của Liên Xô cũ, như là tàu đổ bộ LST K771, rồi tàu săn ngầm 159AE, cũng như các cái trang thiết bị tàu xe khác. Bảo đảm tốt công tác kỹ thuật, trong đó triển khai hiệu quả cuộc vận động 50 đã góp phần để quân chủng hải quân tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng ngân sách cho bảo quản, bảo dưỡng, mua sắm vật tư thay thế, duy trì đồng bộ vũ khí, trang bị kỹ thuật, trực tiếp nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp với các địa phương trên địa bàn tổ chức thu gom bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Trong đợt này, Ban Công binh cùng với Ban Quân khí Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trực tiếp đến Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thị xã, thành phố để thu được khoảng gần 2 tấn bom ngòi nổ, đầu đạn các loại. Đây là số bom mìn, ngòi nổ, đầu đạn được các đơn vị thu gom từ người dân trong quá trình khai thác cát sông, xây dựng công trình, nhà cửa và đào ao. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng khuyến cáo với các cá nhân tổ chức khi phát hiện bom mìn vật liệu nổ cần thông báo ngay cho cơ quan quân sự gần nhất để được xử lý kịp thời. Tiếp theo trong bản tin, Việt Nam tăng cường tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Cán bộ chiến sĩ toàn quân luôn hưởng ứng chương trình hiến máu tình nguyện với tinh thần sẵn sàng cho đi và không mong nhận lại. Tháng 10 năm 2018, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam xuất quân thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ Nam Sudan. Sau 6 tháng hoạt động, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ, được Liên Hợp Quốc đánh giá cao. Trong khi đó, công tác chuẩn bị của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 đang ở giai đoạn hoàn thiện để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Hiện nay, đội công binh cũng đã được triển khai tích cực và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu của Liên Hợp Quốc. Bên cạnh đó, nữ sĩ quan đầu tiên của Việt Nam tham gia sau một năm nhiệm kỳ được Liên Hợp Quốc đánh giá là xuất sắc. Việt Nam cũng cam kết tiếp tục tăng cường sự tham gia của nữ giới nhằm thể hiện vai trò của phụ nữ trong kiến tạo hòa bình và đóng góp cho an ninh của thế giới. Tuy là lần đầu tiên được triển khai tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan, nhưng Bệnh viện Dã chiến cấp 2 của Việt Nam đã thể hiện được tốt năng lực hoạt động. Trong khi đó, ở mức độ cá nhân, thì các sĩ quan gìn giữ hòa bình Việt Nam cũng đã chứng tỏ được trình độ của mình. Đó là những nguyên nhân góp phần để Việt Nam được tín nhiệm lựa chọn trở thành quốc gia châu Á đầu tiên trong chương trình hợp tác đối tác ba bên về huấn luyện lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đây là những chia sẻ của ông Arthur Kare, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc trong cuộc trao đổi dành riêng cho phóng viên truyền hình quốc phòng Việt Nam tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Hoa Kỳ. Tôi có nhớ rằng tại lễ xuất quân Bệnh viện Dã chiến đầu tiên của Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc Nam Sudan, ông đã có một bài phát biểu. Ông nghĩ thế nào về hiệu quả hoạt động của Bệnh viện Dã chiến Việt Nam tính tới thời điểm này? Tôi rất hài lòng với bệnh viện của các bạn. Các bạn biết đấy, Bệnh viện Dã chiến của Việt Nam được triển khai tới Nam Sudan vào tháng 10 năm ngoái. Và kể từ đó, họ đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 600 lượt bệnh nhân. Trong đó có 21 ca phẫu thuật. Nhiều ca bệnh rất phức tạp, nhưng các bác sĩ của Việt Nam đã xử lý rất thành công. Chúng tôi rất vui vì kết quả đó. Và chúng tôi cũng nhận thấy rằng tất cả các trang thiết bị y tế của các bạn đều được duy trì hoạt động với chất lượng tốt. So với quốc gia mà bệnh viện của các bạn thay thế, đó là Vương quốc Anh. Các bạn đã thay thế bằng một đơn vị có quy mô tương tự như đơn vị của Anh. Và Bệnh viện Dã chiến cấp 2 của các bạn cũng hoạt động với năng lực tốt ngang với Bệnh viện Dã chiến cấp 2 của Vương quốc Anh. Được biết, Liên Hợp Quốc đã đề xuất để các cán bộ, sĩ quan của Việt Nam tham gia ứng tuyển vị trí sĩ quan tham mưu gìn giữ hòa bình tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York. Quan điểm của ông về điều này là như thế nào? Tôi nghĩ đó là một điều tốt, bởi vì trên cơ sở những tiêu chí của Sở Chỉ huy Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, chúng ta cần có sự cạnh tranh, cần có những con người tốt nhất và tất cả những quốc gia đều có thể ứng tuyển bất cứ lúc nào.
Trong đó, chúng tôi thực sự mong đợi có những sĩ quan tới từ Việt Nam sẽ tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi có một chương trình hợp tác đối tác ba bên mà Việt Nam chính là quốc gia đầu tiên ở châu Á được lựa chọn để trở thành quốc gia đăng cai hoạt động huấn luyện lực lượng gìn giữ hòa bình theo chương trình này. Vào tháng 11 và tháng 12 năm ngoái, chúng ta đã cùng tổ chức khóa huấn luyện về công binh hạng nặng. Năm nay, chúng ta đang lên kế hoạch cho một chương trình huấn luyện thậm chí còn lớn hơn, rồi cả một khóa huấn luyện vào đầu năm sau nữa. Bởi vậy, tôi nghĩ rằng hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc đang có bước tiến rất nhanh. Và tôi hy vọng rằng bên cạnh đơn vị quân y, bên cạnh những bác sĩ của bệnh viện dã chiến, Việt Nam cũng sẽ triển khai đơn vị công binh gìn giữ hòa bình. Như ông đã nói, Việt Nam đã đạt được khá nhiều kết quả trong việc tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình. Nhưng liệu có những vấn đề nào mà Việt Nam cần phải khắc phục để có thể tham gia được nhiều hơn nữa? Tôi nghĩ rằng thách thức lớn nhất hiện nay mà chính phủ của các bạn cũng đang tiến hành khắc phục đó là kỹ năng ngoại ngữ, tiếng Anh và tiếng Pháp. Năng lực ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Pháp được cải thiện hơn, ít nhất là đối với các sĩ quan gìn giữ hòa bình được triển khai theo hình thức cá nhân là điều rất quan trọng. Ông biết đấy, Việt Nam đã từng chịu rất nhiều mất mát từ chiến tranh trong quá khứ, nhưng giờ Việt Nam đang tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình. Ông nghĩ thế nào về điều này? Tôi nghĩ đó là một điều rất tốt. Khi một quốc gia đã từng trải qua chiến tranh trong quá khứ, giờ trở thành một đất nước đóng góp cho hòa bình, đó chính là điều mà Liên Hợp Quốc mong đợi. Còn điều hy vọng thực sự của tôi lại là chúng ta không còn lực lượng gìn giữ hòa bình nữa. Bởi như thế có nghĩa là thế giới sẽ không còn bất ổn mà chỉ có hòa bình. Nhưng nếu cần có lực lượng gìn giữ hòa bình, thì thật tốt khi có sự đóng góp từ những quốc gia đã từng vượt qua khó khăn. Bởi vì họ hiểu chuyện gì sẽ xảy ra và đâu là giải pháp khả thi. Xin cảm ơn ông. Thưa quý khán giả và các đồng chí, hôm nay là ngày toàn dân hiến máu tình nguyện mùng 7 tháng 4 với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Năm 2018, các đơn vị quân đội đã đóng góp hơn 28.000 đơn vị máu tình nguyện phục vụ công tác điều trị, cứu chữa người bệnh. Và ngay trong buổi sáng nay, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phối hợp với Học viện Phòng không Không quân đã tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Hơn 500 học viên học viện đã tham gia chương trình và đóng góp gần 500 đơn vị máu cứu chữa người bệnh. Học viện Phòng không Không quân là đơn vị có phong trào hiến máu tình nguyện phát triển mạnh mẽ. Cùng với đoàn viên thanh niên là lực lượng xung kích hiến máu cứu người, thì cán bộ giảng viên nhân viên nhà trường cũng sẵn sàng hiến máu tình nguyện vào bất cứ thời điểm nào. Ngay sau Tết Nguyên đán 2019, cán bộ giảng viên nhân viên nhà trường đã tham gia hiến được gần 300 đơn vị máu phục vụ người bệnh. Mỗi khi có cái đợt là khan hiếm máu cao điểm thì chúng tôi sẵn sàng là tham gia cùng với các đơn vị bệnh viện trong quân đội để tham gia hiến máu cứu chữa người bệnh, đặc biệt là đối tượng cán bộ, giảng viên, sĩ quan cao cấp, lãnh đạo chỉ huy quản lý trong đơn vị cũng sẵn sàng tham gia hiến máu. Với phương châm lấy tối thiểu, sử dụng tối đa, lượng máu tình nguyện sau khi tiếp nhận sẽ được nhân viên y tế bảo quản, xử lý để tạo ra những sản phẩm máu tốt nhất phục vụ người bệnh. Và cũng xin được nhấn mạnh rằng một đơn vị máu được lấy từ một tình nguyện viên hiến máu có thể tách ra thành 3 chế phẩm máu, góp phần cứu sống 3 bệnh nhân trong cơn nguy kịch. Những túi máu được thu qua các đợt hiến máu tình nguyện sẽ được các bác sĩ kiểm tra, xét nghiệm sàng lọc các bệnh truyền nhiễm và sau đó máu sẽ được tách ra các thành phần gồm huyết tương, hồng cầu và tiểu cầu. Bằng cách này, huyết tương sẽ được kéo dài thời gian sử dụng lên tới 1 năm, hồng cầu là 5 ngày, tiểu cầu là 42 ngày. Còn việc bảo quản máu toàn phần như trước đây tối đa chỉ được 30 ngày. Từ phương pháp này, một đơn vị máu có thể tách thành 3 chế phẩm máu và truyền tối đa được cho 3 người. Còn nếu truyền máu toàn phần thì một đơn vị máu chỉ sử dụng được cho 1 người. Nếu sử dụng máu toàn phần thì vừa lãng phí và lại vừa không có lợi cho người bệnh. Vì cái người bệnh là người ta cần cái gì người ta truyền cái đó, nhưng nếu mà sử dụng máu toàn phần tức là người ta sử dụng cả những phần người ta không cần, mà cả những phần người ta không cần tức là cơ thể họ phải sinh ra một loại kháng thể chống lại những phần không cần, do vậy mà không tốt
cho cái bệnh người ta đang điều trị. Để tối ưu hóa hiệu quả truyền máu và tiết kiệm máu cho công tác điều trị, phương pháp tách các thành phần máu đang được sử dụng rộng rãi tại các bệnh viện quân y. Với nỗ lực tạo ra những sản phẩm máu tốt nhất cho người bệnh của các thầy thuốc và nhân viên y tế, cùng tinh thần sẵn sàng cho đi và không mong nhận lại của những tình nguyện viên hiến máu là các cán bộ chiến sĩ, người lao động và đặc biệt là lực lượng học viên, sinh viên tại các học viện, nhà trường quân đội mà hàng nghìn bệnh nhân trong cơn nguy kịch đã được cứu sống. Ghi nhận tại Bệnh viện Quân y 103. Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Quân y 103 sử dụng hơn 10 lít máu và các chế phẩm từ máu phục vụ cho công tác cấp cứu, phẫu thuật và điều trị bệnh. Nếu như không có máu truyền, nhiều bệnh nhân trong cơn nguy kịch sẽ không thể qua khỏi. Như bệnh nhân này bị tai nạn giao thông, vỡ gan, vỡ thận và được truyền liên tục hơn 10 lít máu và các chế phẩm từ máu. Tôi thì là một người nông dân, cũng chỉ suốt ngày ở quê thôi, chỉ có cây lúa thôi. Tôi cũng chưa bao giờ hiến máu cho ai cả. Bây giờ tôi đã được tất cả mọi người hiến máu cho tôi. Tôi cũng không biết nói gì. Tôi cảm ơn tất cả các mọi người đã cứu sống mạng tôi. Mỗi ngày có rất nhiều bệnh nhân bị chấn thương phức tạp vào cấp cứu và lượng máu dự trữ từ các chương trình hiến máu tình nguyện là không đủ. Vào những thời điểm khan hiếm máu, các thầy thuốc và nhân viên y tế đã sẵn sàng vừa thực hiện nhiệm vụ vừa hiến máu cứu người. Bác sĩ phẫu thuật mà nếu như không có máu truyền thì bệnh nhân chưa đo được mạch, chưa đo huyết áp thì chúng tôi cũng không thể phẫu thuật được. Vì mình chưa phẫu thuật mà chưa truyền máu thì bệnh nhân đã có thể là ngừng tim rồi. Đấy nên là nó rất ý nghĩa và có thể nói là đã cứu sống các cái bệnh nhân cần máu. Cách đây hơn 20 năm, đầu tiên diễn ra ở nước ta chỉ có khoảng 15% lượng máu thu được đến từ người hiến máu tình nguyện. Thì đến nay, con số này là 98%. Tuy nhiên, lượng máu tình nguyện tiếp nhận vẫn còn rất khiêm tốn so với nhu cầu điều trị của người bệnh. Trên thực tế, rất nhiều bệnh nhân trong cơn nguy kịch và đặc biệt là những bệnh nhân bệnh nhi mắc các bệnh lý hiểm nghèo về máu vẫn đang từng ngày từng giờ chờ đợi những tấm lòng hảo tâm hiến máu. Bởi máu không thể sản xuất được mà chỉ có thể được sẻ chia giữa những con người. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Sức khỏe Thế giới với chủ đề bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, hướng tới mục tiêu tất cả người dân và cộng đồng được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, hiệu quả. Hàng trăm người dân cũng đã được khám sàng lọc nhân dịp này. Ngay trong sáng nay, hàng trăm người dân đã có mặt từ sớm tại Hồ Hoàn Kiếm để được khám, tư vấn và sàng lọc các bệnh mãn tính như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch, khám sàng lọc ung thư vú. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Ngày Sức khỏe Thế giới năm 2019 được tổ chức nhằm hưởng ứng chương trình Sức khỏe Việt Nam, tập trung vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu, huy động sự chủ động tham gia của mỗi người dân, vận động nguồn lực xã hội nhằm triển khai sâu rộng, đồng bộ các hoạt động nâng cao sức khỏe người dân Việt Nam. Tại lễ meeting, lãnh đạo Bộ Y tế mong muốn mỗi người dân cùng chung tay thực hiện các hành động thiết thực cho sức khỏe của chính mình với các thông điệp: tập thể dục giữa giờ, 10.000 bước mỗi ngày, thay đổi cuộc sống, ăn giảm muối, đường, ăn nhiều rau xanh, trái cây để tăng cường sức khỏe, phòng chống bệnh tật, tầm soát các bệnh mãn tính. Các nội dung sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Mưa đá làm hỏng nhiều nhà dân tại miền Tây Nghệ An. Thành phố Hồ Chí Minh, người dân vẫn e dè với thịt lợn ở chợ truyền thống. Vào hồi 9:05 ngày 7 tháng 4, bệnh xá đảo Sinh Tồn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận và cấp cứu ngư dân Lục Văn Nga bị tai nạn khi vận hành máy xay đá. Khi tiếp nhận thông tin, chỉ huy đảo đã chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ kịp thời đưa ngư dân vào bệnh xá. Các y bác sĩ bệnh xá đảo Sinh Tồn đã tiến hành cầm máu, khử trùng, cố định và băng bó vết thương cho bệnh nhân. Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh táo. Anh Lục Văn Nga, 40 tuổi, trú tại khu phố 12, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, là ngư dân tàu cá BD907903TS. Tàu cá này do ông Trần Công Vũ, 34 tuổi, quê ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Thuận, làm thuyền trưởng. Vào khoảng 14:30 ngày 6 tháng 4, tại địa bàn xã biên giới Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, bất ngờ xuất hiện một trận mưa đá lớn và kéo dài khoảng 30 phút. Mưa đá kèm theo gió mạnh đã gây ra nhiều thiệt hại cho người dân địa phương.
Theo người dân địa phương, hạt đá to hơn 1cm với mật độ dày liên tục trút xuống khoảng 30 phút đã khiến nhiều diện tích rau cây ăn quả của người dân bị hư hỏng. Cùng thời điểm này, tại ba bản của xã Nậm Càn, cạnh xã Na Ngoi cũng xảy ra mưa đá kèm lốc xoáy kéo dài hơn 20 phút. Chính quyền xã ghi nhận có 3 nhà dân bị tốc mái, không có người bị thương. Hiện chính quyền địa phương đang thống kê nhà, hoa màu, cây cối bị thiệt hại để kịp thời hỗ trợ cho người dân. Sáng nay, đồn biên phòng Nậm Càn, bộ đội biên phòng Nghệ An đã đến thăm hỏi tặng quà các gia đình bị thiệt hại do mưa đá và lốc xoáy tại địa bàn xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn. Đại diện đồn biên phòng Nậm Càn đã trao tặng 1 triệu đồng cho mỗi hộ gia đình bị thiệt hại nặng, 500.000 đồng cho các hộ bị thiệt hại nhẹ, đồng thời mong muốn các gia đình sớm khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định trở lại cuộc sống. Cùng trong sáng nay, lực lượng đồn biên phòng Nậm Càn và cấp ủy chính quyền địa phương đã giúp các hộ gia đình sửa chữa lại nhà cửa bị hư hỏng do mưa đá và lốc xoáy. Chuyển sang các thông tin khác. Thiết thực hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn xây dựng nông thôn mới. Trong ngày mùng 5 và ngày mùng 6 tháng 4, đoàn công tác của lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị xã hội thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Đoàn công tác đã tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân địa phương nâng cao ý thức pháp luật về chủ quyền lãnh thổ, về biên giới quốc gia. Dịp này, đoàn đã hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho 5 hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, đào 12 giếng nước cho các hộ dân và nhóm hộ dân ở xã Lộc Bắc, làm công trình sân chơi cho các cháu thiếu nhi trường mầm non Lộc Bắc, tặng 100 phần quà cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Trong năm nay, thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai thực hiện hơn 200 dự án chống ngập với tổng kinh phí khoảng 8.000 tỷ đồng. Theo đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai đầu tư xây dựng 218 dự án chống ngập, bao gồm 77 dự án chuyển tiếp với tổng kinh phí gần 5.000 tỷ đồng, khởi công mới 47 dự án gần 2.000 tỷ đồng và chuẩn bị đầu tư 94 dự án tổng kinh phí 819 tỷ đồng. Theo kế hoạch, thành phố sẽ ưu tiên tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng ngập nước tại khu vực trung tâm thành phố và 5 lưu vực ngoại vi rộng 550 km² với khoảng 6,5 triệu dân. Đồng thời cải thiện môi trường nước, tăng không gian trữ nước và tạo cảnh quan đô thị, góp phần cải thiện đời sống dân sinh, bảo vệ môi trường. Hiệp hội taxi Hà Nội vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Grab ngắt ứng dụng của các xe taxi ngoại tỉnh hoạt động chạy chui trên địa bàn thủ đô nhằm bảo đảm việc tuân thủ kinh doanh đúng pháp luật. Theo báo cáo của Hiệp hội taxi Hà Nội, trong thời gian qua xuất hiện nhiều hãng taxi được cấp phù hiệu ngoại tỉnh nhưng hoạt động tại nội thành Hà Nội. Thống kê có tới hơn 3.000 xe hoạt động thường xuyên trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, lái xe các hãng này đều cài ứng dụng Grab để hoạt động kinh doanh đón trả khách, mặc dù phương án kinh doanh của các đơn vị trên đều được lập tại các tỉnh. Hiệp hội taxi Hà Nội đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo thanh tra bộ kiểm tra hoạt động các đơn vị nhằm giải quyết triệt để tình trạng vi phạm, tạo sự công bằng trong kinh doanh cho các đơn vị taxi tại Hà Nội. Thưa quý khán giả, các đồng chí, mặc dù việc kiểm soát dịch tả lợn châu Phi ở các tỉnh phía Bắc đang có dấu hiệu tích cực, thế nhưng do lo ngại, nhiều người tiêu dùng ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn e dè với thịt lợn. Và sự e dè này khiến cho việc kinh doanh của các tiểu thương ở các chợ truyền thống khá là ảm đạm. Ghi nhận của phóng viên thời sự Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Dù dịch tả lợn châu Phi chưa phát hiện ở khu vực phía Nam, nhưng vì lo ngại, nhiều người tiêu dùng như bà Cúc đã quyết định loại bỏ thịt lợn ra khỏi thực đơn hàng ngày. Thay vào đó, các bà nội trợ chuyển hướng dùng thực phẩm khác như tôm, cá, thịt bò để thay thế. Thay thế bằng tôm, bằng cá thì có thay đổi bữa ăn vậy đó. Và tôi hy vọng là sau này thì nhà nước cũng tiếp tục kiểm dịch cho thực phẩm được an toàn hơn và dân ta mua thì ta yên chí hơn. Không hạn chế sử dụng thịt lợn, nhưng người tiêu dùng này cho hay việc chọn mua thịt cũng trở nên cẩn trọng hơn trước rất nhiều. Nếu là mình không có ăn thịt xay sẵn mình không dám ăn. Mà mình mua tại chỗ rồi mình nhờ ta xay giùm, hoặc là mua siêu thị thì mình tin tưởng rồi, hoặc thì mình mua những cái gian hàng nào mình đã quen, mình từng mua, mình tin tưởng chỗ đó. Sự dè chừng ở nhiều người tiêu dùng trước thông tin dịch tả lợn châu Phi khiến cho việc kinh doanh của các tiểu thương khá ảm đạm. Bán thịt lợn tại chợ Tân Định nhiều năm nay, bà Hoàng cho biết chưa bao giờ tiểu thương rơi vào hoàn cảnh khó khăn như hiện tại. Lượng thịt bà bán ra giảm hơn 50% so với trước, mặc dù thịt lợn bà đang bán được lấy từ doanh nghiệp uy tín, có thể truy xuất được nguồn gốc rõ ràng. Cũng giảm đi nhiều lắm, giảm đi phải tới 50%, không có người mua.
thì giờ cô phải giao cho mối hết, nhờ mối bán hàng ăn đó, họ lấy cho là cô phải năn nỉ phải đưa giá rẻ cho người ta, cho người ta bán. Sức mua tại chợ truyền thống giảm khiến cho lượng lợn về chợ đầu mối giảm mạnh. Tại chợ đầu mối Hóc Môn, trước đây trung bình mỗi ngày chợ cung ứng ra thị trường khoảng 5.200 con, nhưng từ khi có dịch tả, lượng lợn giảm liên tục. Hiện mỗi đêm hàng về chợ chỉ còn khoảng 3.800 con, mức thấp kỷ lục. Khách quen như bỏ mối thì về thì bán, người ta cũng bán một nửa. Các hàng hủ tiếu, rồi bún bò người ta cũng giảm một nửa phần trăm luôn. Ta không có mua như nhiều như hồi trước nữa. Nếu kéo dài này là mấy người kinh doanh này là thua lỗ nhiều. Mỗi ngày, thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ khoảng 10.000 đến 11.000 con lợn, tương đương 750 đến 800 tấn thịt. Sự biến động của thị trường này sẽ tác động lớn đến nguồn cung cũng như giá thịt lợn. Trước tình hình này, cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã liên tục truyền thông với người dân về việc dịch tả lợn châu Phi không lây sang người, đồng thời khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn mua thịt lợn ở những địa điểm uy tín hay các hệ thống siêu thị để đảm bảo an toàn cho mình và gia đình. Tiếp theo trong phần tin thế giới, tưởng niệm 25 năm cuộc diệt chủng Rwanda, một trong những sự kiện kinh hoàng nhất trong lịch sử của nhân loại. Cộng đồng quốc tế quan ngại nguy cơ nội chiến toàn diện tại Libya. Ngày hôm nay, mùng 7 tháng 4, tròn 25 năm, ngày xảy ra một trong những sự kiện kinh hoàng nhất trong lịch sử của thế giới, cuộc diệt chủng người Tutsi ở Rwanda. Cuộc diệt chủng đã trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng không chỉ với những người dân của nước này mà còn với cả nhân loại. Tại thủ đô Kigali, Tổng thống Rwanda Paul Kagame, đệ nhất phu nhân Rwanda Jeannette Kagame, Thủ tướng Bỉ Jacques Michel cùng nhiều quan chức cấp cao đã tham dự lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong cuộc diệt chủng năm 1994. Tròn 25 năm trước, vào ngày 7 tháng 4 năm 1994, người Hutu chiếm đa số ở Rwanda đã mở màn một cuộc diệt chủng đẫm máu đối với người thiểu số Tutsi. Cuộc diệt chủng diễn ra trong 100 ngày với số người thiệt mạng lên tới con số 1 triệu, chủ yếu là người Tutsi. Đây được xem là một trong những cuộc diệt chủng dã man nhất trong lịch sử nhân loại và để lại những hậu quả khốc liệt. Cùng với các cuộc giết chóc, tình trạng bạo lực tình dục cũng diễn ra nghiêm trọng. Phụ nữ thành nạn nhân của các tội ác tình dục tàn nhẫn khiến đại dịch S hoành hành khắp nơi. Sau 100 ngày khi nạn diệt chủng Rwanda kết thúc và một chính phủ đa sắc tộc được thành lập, vượt qua quá khứ đau thương, quốc gia Đông Phi nhỏ bé này hiện đang nỗ lực xây dựng kinh tế, phát triển đất nước. Hôm qua, đông đảo người dân Venezuela theo hai phe ủng hộ và phản đối chính phủ đã đồng loạt xuống đường biểu tình. Phe ủng hộ bày tỏ sự đồng tình với chính phủ hợp hiến của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, còn phe phản đối thì xuống đường theo lời kêu gọi của Tổng thống tự phong Juan Guaido. Tại thủ đô Caracas của Venezuela, những người biểu tình ủng hộ chính phủ đã tập trung từ sáng sớm tại nhiều điểm trong thành phố theo lời kêu gọi của Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela cầm quyền. Họ mang theo khẩu hiệu ủng hộ nhà lãnh đạo cánh tả Nicolas Maduro cũng như bày tỏ tình đoàn kết với các công nhân viên thuộc công ty nhà nước Copolec, những người đã tiến hành khôi phục cung cấp dịch vụ điện sau hàng loạt sự cố mất điện trên cả nước. Trong khi đó, cùng ngày, các nhóm ủng hộ phe đối lập cũng đổ xuống các đường phố ở thủ đô Caracas và nhiều thành phố khác để biểu tình theo lời phát động của thủ lĩnh đối lập Juan Guaido và yêu cầu Tổng thống Nicolas Maduro từ chức. Những đợt mất điện diện rộng tại Venezuela trong tháng 3 khiến chính phủ nước này phải đóng cửa nhiều trường học, đồng thời gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều doanh nghiệp. Tổng thống Maduro cho rằng sự cố mất điện là do phe đối lập được nước ngoài hậu thuẫn phá hoại với mục đích buộc ông từ chức. Phe đối lập phủ nhận cáo buộc, tuyên bố tình trạng này là hệ quả của nhiều năm bỏ bê cơ sở hạ tầng và quản lý yếu kém. Hôm qua, lực lượng an ninh Iraq thông báo đã tiêu diệt một thủ lĩnh khét tiếng của tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tại tỉnh Anbar, miền Tây nước này.
Cảnh sát tỉnh Anbar cho hay đối tượng bị tiêu diệt được xác định là Sulaiman Ahmed Muhayyin, thủ lĩnh của nhiều nhóm IS tại tỉnh Anbar và cũng là kẻ đứng sau nhiều vụ tấn công khủng bố tại tỉnh này trong những năm qua. Đối tượng trên bị tiêu diệt trong một chiến dịch do lực lượng hỗn hợp thuộc Bộ Chỉ huy các chiến dịch của Anbar và lực lượng cảnh sát đặc nhiệm tại khu vực phía tây nam thủ phủ Ramadi. Từ năm 2014, lợi dụng tình hình bất ổn nghiêm trọng tại Syria với khoảng trống quyền lực, IS đã nhanh chóng nổi lên, chiếm đóng phần lớn lãnh thổ Syria và Iraq, biến những nơi này làm thành trì chính trước khi dần tan rã trước các chiến dịch quân sự do Liên quân quốc tế do Hoa Kỳ đứng đầu. Tuy nhiên, nhiều phần tử IS vẫn hoạt động tại khu vực sa mạc Anbar rộng lớn, trải dài tới biên giới với các quốc gia láng giềng là Jordani và Ả Rập Xê Út. Sau 3 ngày phát động chiến dịch Tripoli, lực lượng quân đội ủng hộ chính quyền tại miền đông Libya đã toàn quyền kiểm soát sân bay Tripoli, khiến quân đội của chính phủ miền Tây được quốc tế công nhận phải không kích đáp trả. Những động thái này khiến cộng đồng quốc tế quan ngại về một cuộc nội chiến toàn diện sắp nổ ra tại một quốc gia vốn luôn tồn tại hai chính quyền song song kể từ sau cuộc chính biến vào năm 2011. Hôm qua, lực lượng đối lập quân đội quốc gia Libya ủng hộ chính quyền tại miền đông do tướng Khalifa Haftar đứng đầu tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn sân bay quốc tế Tripoli. Lực lượng này đã chiếm được một số khu dân cư và các vị trí quan trọng ở phía tây, phía nam và tây nam của thủ đô Tripoli. Thủ tướng Fayez al-Sarraj, người đứng đầu chính phủ miền Tây được quốc tế công nhận, ngay lập tức lên tiếng chỉ trích chiến dịch của lực lượng đối lập là một cuộc đảo chính nhằm gây mất ổn định quốc gia. Quân đội Libya cũng tiến hành không kích một số điểm tập kết của phe đối lập nhằm chặn bước tiến của đối phương. Chúng tôi đã chìa cánh tay hòa bình, nhưng các cuộc tấn công do lực lượng của tướng Haftar chỉ huy vẫn diễn ra. Tướng Haftar tuyên bố chiến tranh tại các thành phố và thủ đô của chúng ta, nhưng cuộc đảo chính này sẽ đối mặt với sự đáp trả mạnh mẽ. Tôi đã yêu cầu lực lượng vũ trang Libya cùng các đơn vị an ninh sẵn sàng đối phó với những kẻ gây mất ổn định đất nước và ảnh hưởng đến dân thường. Trước tình hình này, cộng đồng quốc tế bày tỏ lo ngại về một cuộc nội chiến toàn diện sẽ xảy ra tại quốc gia Bắc Phi này. Hội nghị nhóm ngoại trưởng G7 tại Pháp hôm qua cũng ra tuyên bố khẳng định không chấp nhận leo thang quân sự hơn nữa tại Libya và mỗi nước sẽ sử dụng các kênh riêng để gây sức ép đối với các bên tại Libya. Liên Hợp Quốc vẫn lên kế hoạch tổ chức một hội nghị ở thị trấn Gadames, tây nam Libya từ ngày 14 đến 16 tháng 4, thảo luận về các cuộc bầu cử nhằm tìm kiếm một lối thoát cho cuộc xung đột kéo dài 8 năm tại đây. Leonardo, tòa nhà tọa lạc ở thành phố Johannesburg của Nam Phi, đang trong những giai đoạn hoàn thiện cuối cùng và dự kiến là sẽ được khánh thành vào cuối năm nay. Đây là một trong những công trình kiến trúc được mong chờ nhất năm 2019, khi mà nó sẽ trở thành tòa nhà cao nhất của châu Phi. Tháp Canton nằm ở khu vực trung tâm của thành phố Johannesburg, Nam Phi, cao 223 mét, đang giữ kỷ lục tòa nhà cao nhất châu Phi. Nhưng đến cuối năm nay, kỷ lục này sẽ thuộc về công trình kiến trúc đồ sộ mang tên Leonardo với chiều cao lên tới 230 mét. Điều đặc biệt là tòa nhà Leonardo do đội ngũ kiến trúc sư Nam Phi thiết kế hoàn toàn. Đây thực sự là một vinh dự lớn lao cho đội ngũ kiến trúc sư của chúng tôi. Trước đây, những công trình lớn đều do đội ngũ kiến trúc sư nước ngoài thực hiện, sau đó mới đến kiến trúc sư trong nước. Khi hoàn thiện, tòa nhà đa chức năng này sẽ như các khối hộp xếp chồng lên nhau và có hướng nhìn toàn cảnh thành phố Johannesburg. Dự án này có trị giá lên tới 230 triệu đô la Mỹ. Nó không chỉ mang ý nghĩa về mặt kiến trúc mà còn là biểu tượng hy vọng cho Nam Phi trong bối cảnh kinh tế suy thoái những năm qua. Dự án xây dựng này đã mang lại cho người dân Nam Phi 20.000 công ăn việc làm. Tòa nhà Leonardo nằm ở khu vực Sandton, một trong những nơi giàu có nhất của châu Phi. Trong năm 2017, Sandton đã thu hút khoảng 24 triệu khách du lịch. Một khi Leonardo khánh thành, lượng du khách đổ về nơi này được dự báo sẽ tăng vọt. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự 20 giờ ngày hôm nay của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Cảm ơn quý khán giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.